mời quý khán giả theo dõi bản tin thế giới trưa 10 giờ trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, vòng cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử 7 giai đoạn ở Ấn Độ, cuộc bầu cử lớn nhất thế giới với gần 1 tỷ cử tri đủ điều kiện tham dự đã kết thúc ngày hôm qua. Liên minh của Thủ tướng Narendra Modi đang trên đà giành đa số nghị viện cần thiết để giúp ông tại vị nhiệm kỳ thứ ba. Cuộc bỏ phiếu diễn ra ở 543 khu vực bầu cử, Kết quả chính thức sẽ được công bố vào ngày 3 tháng 6, nhưng Thủ tướng Modi được dự báo sẽ chiến thắng nhờ tích cực ủng hộ đức tin của đa số người dân Ấn. Bản thân Thủ tướng Modi cũng tự tin rằng người dân sẽ tiếp tục bầu cho chính phủ của ông. Trên nền tảng truyền thông xã hội ít, Thủ tướng Modi tuyên bố: "Họ đã thấy thành tích của chúng tôi và cách thức mà chúng tôi đã mang lại sự thay đổi về chất trong cuộc sống của người nghèo, bị thiệt thòi và bị áp bức." Cuộc thăm dò dự kiến của đài truyền hình CNN News 18 dự báo đảng nhân dân Ấn Độ BJP cầm quyền của Thủ tướng Modi và các đồng minh trong liên minh của đảng này đã giành được 355 ghế, cao hơn nhiều so với 272 ghế cần thiết để chiếm đa số ở Hạ viện. Trong chiến dịch bầu cử, khối cầm quyền tập trung vào danh tiếng của Thủ tướng Modi để mở rộng sự ủng hộ. Họ nhấn mạnh rằng sự lãnh đạo mạnh mẽ của ông đã dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Ủy ban bầu cử Nam Phi IEC đã lên tiếng trấn an dư luận sau khi Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cầm quyền có thể mất thế đa số trong quốc hội sau cuộc tổng tuyển cử ngày 29 tháng 5. Hợp báo hôm qua đại diện của IEC kêu gọi các bên bình tĩnh và tôn trọng kết quả kiểm phiếu. IEC khẳng định hoàn tất kết quả kiểm phiếu một cách minh bạch và có trật tự là ưu tiên hàng đầu. Trước đó, một số chính đảng ở Nam Phi đã gửi đơn đến IEC kêu gọi gia hạn thời gian gửi khiếu nại về việc kiểm phiếu cho đến 48 giờ sau khi lá phiếu cuối cùng được kiểm và xác minh. Tuyên bố của IEC được đưa ra trong bối cảnh tỷ lệ phiếu bầu của ANC giảm xuống chỉ còn hơn 40% giảm mạnh so với mức 57,5% trong cuộc bầu cử năm 2019. Với kết quả này, ANC phải thành lập chính phủ liên minh vì đánh mất thế đa số trong quốc hội. Dự kiến ngày mai, IEC sẽ công bố kết quả chính thức. Trong một tuyên bố chung ngày hôm qua, các nhà hòa giải ngừng bắn ở giải Gaza là Qatar, Ai Cập và Mỹ đã kêu gọi Israel và phong trào Hamas hoàn tất thỏa thuận ngừng bắn, thả con tin do Israel và ra và được Mỹ công bố. Tuyên bố chung do Bộ Ngoại giao Qatar công bố nêu rõ, với tư cách là nhà hòa giải trong các cuộc thảo luận nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn ở Gaza, thả con tin và những người đang bị giam giữ, Qatar, Mỹ và Ai Cập cùng nhau kêu gọi cả Hamas và Israel hoàn tất thỏa thuận, thể hiện các nguyên tắc do Tổng thống Biden đề ra. Tuyên bố nhấn mạnh thêm rằng thỏa thuận này đưa ra lộ trình cho lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và chấm dứt khủng hoảng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Israel đã trao Hamas một thỏa thuận ba giai đoạn nhằm chấm dứt tình trạng thù địch ở giải Gaza và đảm bảo thả con tin. Ông hối thúc Hamas chấp nhận thỏa thuận và kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chống lại áp lực từ các thành viên trong liên minh cầm quyền của ông phản đối thỏa thuận này. Khi một số quốc gia phương Tây bao gồm Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ tấn công vào lãnh thổ Nga, Đức Hồng Y. Petros Barolin, nhà ngoại giao hàng đầu của Vatican, đã cảnh báo rằng những động thái như vậy sẽ đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng trong cuộc chiến Ukraine và thể hiện một viễn cảnh đáng lo ngại. Phát biểu với các nhà báo bên lề buổi giới thiệu sách ở Milan, Ý, Đức Hồng Y Bajolin nói rằng, tôi nghĩ điều đó có liên quan đến mọi người quan tâm đến số phận của thế giới của chúng ta. Đó có thể dẫn đến sự leo thang mà không có ai có thể kiểm soát được. Đó là một viễn cảnh đáng lo ngại. Phát biểu của Đức Hồng Y. Bajolin được đưa ra khi các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang xem xét việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Trong một diễn biến khác về NATO, Liên minh này đang chuẩn bị tiến hành tập trận tại Đức nhằm chứng minh khả năng tương tác giữa các quốc gia thành viên và thể hiện sức mạnh không quân của khối như một lực lượng săn đe. Theo thông tin trên trang web của Không quân Đức, Cuộc tập trận Tiger Miss 2024 sẽ có sự tham gia của hơn 50 máy bay và 1.100 quân nhân đến từ 13 quốc gia thuộc các nước thành viên và đối tác của NATO. Năm nay không quân Đức sẽ chủ trì cuộc diễn tập từ ngày 3 đến ngày 14 tháng 6 tại căn cứ không quân Blaskwitz Jazen ở miền bắc nước Đức. Tiger Miss 2024 được tổ chức suốt 63 năm qua do hiệp hội hổ NATO được thành lập bởi các phi đội với biểu tượng là con hổ. Ngày 7 và ngày 10 tháng 6, 1.500 nhiếp ảnh gia nghiệp dư sẽ được vào khu vực tập trận để có cơ hội chụp ảnh các máy bay tham gia tập trận, bao gồm Tornado, EU Jofinster, F-16 và Rafale. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin Thế giới trưa trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!